Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bầu không khí rất là sôi động với phần giao lưu với những ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây Diệu Thu xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và khách quý, chúng ta có nhà ý giao lưu chương trình. Xin hãy cùng lựa chọn cho mình những nhạc phẩm yêu thích để cùng giao lưu quý vị nha. Vì mỗi ca khúc mà quý vị giao lưu cũng như là một lời chúc rất là ý nghĩa dành tặng cho nữ xinh đẹp thập tam muội của chúng ta. Rồi xin mời tiếng hát anh Lê Tuấn qua một nhạc phẩm Con Tim Mù Loa. Xin quý vị hãy dành cho anh Lê Tuấn một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chào bạn. Em đánh của Hải Đăng sáng tác là anh đánh disco biết không? Disco. Sau đây cũng chúc mừng sinh nhật của chị 13 và anh Lâm tốt đẹp. Chúc tất cả toàn thể anh em đều may mắn Tết năm nay. Sau đây xin lời chào. Hát một bản nhạc phẩm là Vui Trong Ngày Cưới. Dạ. Xin một bản này, xin được bạn. Em đánh